Thưa quý vị, trong chuyên mục chính trị và đời sống hôm nay, anh Chi muốn gửi tới quý vị những bài viết ngắn được góp nhặt, những bài viết thể hiện tâm tư tình cảm của người dân tham gia mạng xã hội. Đầu tiên, trên tờ Thanh tra, cơ quan ngôn luận của Đoàn Thanh tra Chính phủ, có một bài viết với tựa đề "Suy nghĩ của Tổng Bí thư Chủ tịch nước là suy nghĩ của toàn đảng, toàn dân". Ấy, ông Ngô Trường An, ổng đáp ngay, "Đây này, suy nghĩ của tôi". Tôi viết một cái tút được hơn vài trăm like, mà trong đó bạn bè đã bày tỏ đủ mọi cảm xúc. Người thì tỏ vẻ giận dữ, người thì cười ha ha, kẻ ngạc nhiên, kẻ khác thì yêu, người kia lại thích. Nếu mà Facebook lập trình thêm các biểu tượng cảm xúc như thù ghét, khó chịu, khinh bỉ chẳng hạn, thì có lẽ cái tút này sẽ có thêm được các thể loại cảm xúc khác nữa. Tôi nêu lên điều này để người ta thấy rằng tư duy con người rất là khác biệt, đa dạng. Mỗi người có một suy nghĩ riêng, một cách nhìn riêng. Ngay cả trong một gia đình, con cái và cha mẹ suy nghĩ cũng không có giống nhau. Vậy thì làm thế quái nào mà cái đám báo chí nó dám nói suy nghĩ của ông Nguyễn Phú Trọng là suy nghĩ của toàn đảng, toàn dân? Trong đảng cũng có nhiều thành phần, trong dân cũng có nhiều thể loại. Loại ngu đần chỉ biết cắm đầu lo kiếm tiền mà không hiểu tương lai con cháu mình sau này sẽ đi về đâu. Hay cái loại biết rõ đảng cầm quyền là đảng thối nát mà vẫn a dua nịnh bợ để kiếm miếng ăn. Rồi còn cái loại cầu an bịt mắt che tai trước mọi bất công trong xã hội. Số khác thì luôn trăn trở về chủ quyền quốc gia, vận mệnh dân tộc. Kẻ thì khát khao mọi người đều được bình đẳng, xã hội dân chủ, tự do, vân vân. Nói tóm lại, đã là con người thì suy nghĩ không có giới hạn ở chiều hướng nào. Cũng có thể trong một con người đó, nhưng hôm nay họ suy nghĩ theo chiều hướng này, ngày mai họ đã lại đổi sang một cái chiều hướng khác rồi. Ngay trong một con người, suy nghĩ cũng còn không đồng nhất khi bị tác động ngoại cảnh, môi trường xung quanh. Vậy thì làm sao mà tuyên giáo dám khẳng định suy nghĩ của ông Tổng Bí thư Chủ tịch nước là suy nghĩ của toàn dân? Mẹ kiếp, tôi cũng là dân đây này, tuyên giáo biết tôi đang nghĩ gì không? Tôi đang nghĩ đất nước chừng nào có quốc tang đấy. Và tôi nghĩ biết đến khi nào Đảng Cộng sản Việt Nam mới cáo chung để nhân dân khỏi bị thường xuyên nhét chữ vào đầu nữa. Suy nghĩ của ông Tổng Bí thư Chủ tịch nước có giống suy nghĩ của tôi không? Còn quý vị thì sao? Suy nghĩ của ông Trọng Tổng Bí thư Chủ tiệm nước có phải là suy nghĩ của quý vị không? Thì quý vị hê lên một tiếng cho biết xem nào. Kế đó là anh Dương Quốc Chính. Anh Dương Quốc Chính ảnh lý giải một nghịch lý quý vị ạ. Ảnh viết rằng, có một nghịch lý thế này, anh em miền Nam vẫn tự hào là miền Nam ít đỏ. Quả thực là như thế. Trước đây, mình có post một cái bản đồ phân bố đảng viên rồi. Đỏ nhất là miền Trung và các tỉnh biên giới phía Bắc. Xanh nhất là miền Tây. Ít đỏ có nghĩa là không kiên định đường lối xã nghĩa, dễ suy thoái tư tưởng, đồng nghĩa với việc sẽ khó có thể lên cao, nhất là lên tới Tổng Bí thư. Thế nhưng, anh em Nam Kỳ lại hay tâm tư là miền Nam có ít ghế, có ít vai trò ở Bộ Chính trị. Ủa, ít đỏ thì sẽ ít ghế thôi. Việt Nam khác bên dãy chết là ở chỗ đó. Cơ cấu vùng miền phe cánh nó thể hiện rõ ở số ghế ở Bộ Chính trị, chứ không phải là số đại biểu Quốc hội mỗi tỉnh. Bởi vì Bộ Chính trị và Tứ trụ mới là người quyết về đường lối chính sách, chứ Quốc hội hả, cũng chỉ là đầu sai thôi. Nghịch lý tiếp theo là anh em Nam Kỳ thường hay tự hào mình là hào sản, là ít bon chen, không thủ đoạn. Nhưng lại tâm tư là ít được làm lãnh đạo cao cấp. Ôi giời, làm chính trị mà nhất là chính trị xã nghĩa thì mấy cái đức tính kia đó lại là điểm yếu của mấy anh em Nam Kỳ. Càng hào sản phóng khoáng chừng nào thì càng không phải là những cái đức tính cần có để làm lãnh đạo cấp cao, phải không thưa quý vị? Thế nên á, nếu mà miền Nam đi trước về sau thì cứ coi như là số trời rồi nhé. Quý vị biết không, ông Ngô Trường An á, ông bàn về một cái nhận thức sai lầm về cái sự vĩ đại như thế này. Đầu tiên ông hỏi thế nào mới là vĩ đại. Điều làm nên nước Mỹ vĩ đại không phải vì họ có nhiều hàng không mẫu hạm tối tân nhất thế giới, cũng không hẳn là vì họ có nhiều tàu ngầm nguyên tử khổng lồ hay máy bay ném bom siêu thanh hay là tên lửa Tomahawk đâu.
Cái yếu tố làm nên sự vĩ đại chính là dù quý vị ngày đêm ra rả chửi Mỹ, luôn xem Mỹ là kẻ thù, nhưng quý vị vẫn phải đưa con cháu của mình qua Mỹ để học cái văn minh của họ. Đó mới là sự vĩ đại của nước Mỹ. Quý vị mở miệng ra là chê nước Mỹ không an toàn, thường bị bạo loạn, bị xả súng, bị khủng bố vân vân. Nhưng quý vị luôn tìm cách mua đất, mua nhà rồi đưa con cháu của mình qua định cư vĩnh viễn ở bên đó. Đó mới là sự vĩ đại của nước Mỹ. Rồi, quý vị sống trên quê hương mình, bị cường quyền bắt bớ, bỏ tù, xua đuổi. Mỹ là cái nước giang tay cưu mang giúp đỡ quý vị, từ thuyền nhân cho đến tù nhân. Và dù yên vị sống trong môi trường được pháp luật Mỹ bảo hộ che chở, nhưng mồm mép của quý vị vẫn cứ xoen xoét chửi Mỹ mà họ cũng không thèm chấp. Đó chính là sự vĩ đại của nước Mỹ. Ở Việt Nam, quyền con người còn chưa có. Công dân bị đánh chết trong đồn công an xảy ra như cơm bữa mà chẳng có biện pháp nào để ngăn chặn. Trong khi đó ở nước Mỹ, người nào hành hạ chó, mèo, động vật nuôi thì sẽ bị phạt. Đó cũng là sự vĩ đại của họ đó. Lực lượng dư luận viên an ninh mạng AK-47 luôn nói xấu nước Mỹ, rủa xả đế quốc Mỹ. Nhưng mà chúng đâu có biết rằng, hằng ngày hằng đêm, chúng túc trực trên Facebook của Mỹ, mò vào Google của Mỹ, nhờ hỗ trợ giúp đỡ, dán mắt vào YouTube của Mỹ để xem tin, để truy cập. Nhưng với sự ngu dốt cố hữu nên chúng đâu có nhìn thấy cái sự vĩ đại của nước Mỹ mà hàng ngày chúng nó vẫn tiếp cận nó như thế nào. Sự vĩ đại của nước Mỹ đơn giản là như thế. Không phải vì thiếu hụt khẩu trang y tế trong lúc dịch bùng phát toàn cầu mà đem nước Mỹ ra so sánh với Vũ Hán, để rồi khẳng định nước Mỹ không vĩ đại như mọi người lầm tưởng. Ôi, thật là một nhận thức sai lầm. Thưa quý vị, khi mà tờ báo đảng, tờ VTV News ấy, nó khoe là GDP Việt Nam vượt Singapore và Malaysia hàng trăm tỷ đô la, xếp hàng thứ tư trong khối ASEAN, thì ông Ngô Trường An, ông hỏi, vượt để làm gì? Chả là vì lão hàng xóm của ông ấy hí hửng bảo là GDP Việt Nam vượt Singapore, Malaysia hàng trăm tỷ ông tên, xếp thứ tư khối ASEAN đó ông ạ. Ông An ông hỏi lại, ông biết GDP là cái gì không mà vui mừng vậy? Ông hàng xóm ông trả lời, thì đó là tổng sản phẩm trong nước làm ra từng thời kỳ, cụ thể 6 tháng hoặc 1 năm chứ gì. Ông A ông nói đúng rồi. Nhưng mà những doanh nghiệp nước ngoài đầu tư vào Việt Nam, sản phẩm của họ sản xuất ra được tính cho ai ông biết không? Tất nhiên họ sản xuất ở Việt Nam thì sản phẩm ấy được tính cho Việt Nam chứ cho ai? Ông An ông bảo đúng luôn. Vậy ông cho tôi hỏi, ví dụ thằng Nhật qua Việt Nam sản xuất xe hơi bán được 100 tỷ, thằng Hàn sản xuất điện thoại bán được 100 tỷ, thằng Đài sản xuất sắt thép bán được 100 tỷ, vân vân. Tất cả các khoản thu nhập này được tính GDP cho Việt Nam. Nhưng cái tiền mà bán sản phẩm ấy, ai bỏ túi? Ông hàng xóm ông bảo ông hỏi lạ thật. Tất nhiên nó bỏ vốn ra đầu tư thì sản phẩm nó làm ra tiền nó bỏ túi chứ chẳng lẽ nó nộp cho nhà nước à? Ô nói như rứa thì Việt Nam chỉ được con số để báo cáo GDP thôi, còn tiền thì bọn doanh nghiệp nước ngoài nó ẵm hết, đúng chưa? Ông lão hàng xóm ổng ngẩn ngơ một lúc xong rồi ổng vỗ trán ổng chửi. Đù, hèn chi năm nào GDP cũng tăng trưởng 6-7%, vượt thằng này vượt thằng kia. Nhưng mà dân thì vẫn phải chạy qua các cái nước bị mình vượt ấy để mà làm tôi mọi cho họ. Móa, chỉ vượt được con số không thôi, vậy thì vượt để làm gì? Thưa quý vị, trong một bài viết khác, có tựa đề là Não trạng súc vật. Ông Ngô Trường An, ông thẳng thắn hơn, thưa quý vị, ông viết thẳng ra rằng là con người trời ban cho đôi mắt để nhìn, đôi tai để nghe và bộ não để suy nghĩ. Lâu nay, lãnh đạo nhà nước vẫn cứ kiên định cái con số tăng trưởng GDP hàng năm là phải tăng đều đặn 6-7%, cho dù có những năm bị dịch bệnh, bị thiên tai, mất mùa, mất giá v.v. Nhưng dư luận viên thì vẫn cứ lấy theo cái đó để mà tự hào đất nước phát triển hơn cả Âu, cả Mỹ. Chẳng có dư luận viên nào biết đặt câu hỏi là GDP tăng trưởng hơn cả Mỹ, vậy tại sao mức lương của cán bộ công nhân viên chức Việt Nam hàng chục năm qua vẫn là thấp nhất trong khu vực?
Và nếu mà GDP tăng trưởng như vậy thì đến khi nào mức lương của Việt Nam mới bằng được các nước trong khu vực Đông Nam Á để dân mình khỏi đi xuất khẩu lao động qua các xứ Mã, Sinh, Đài, thậm chí là đi xuất khẩu lao động qua cả Cam, cả Lào nữa? Vấn đề đặt ra là ta nghe nhà nước Việt Nam tăng trưởng GDP hàng năm cao chót vót. Ta thấy hàng chục năm qua, dân ta vẫn ồ ạt chen nhau đi xuất khẩu lao động. Và ta dùng não để suy nghĩ, nếu mà các nước trong khu vực mức lương thấp hơn hoặc là bằng nước ta, thì dân ta có chịu bỏ quê hương đi qua bên ấy lao động không? Vậy cái con số GDP mà lãnh đạo đưa ra đó, nó có đúng hay không? Đấy, con người hơn con vật ở chỗ biết suy nghĩ. Nếu mà chỉ biết nghe người khác nói rồi nói theo y chang như thế thì chẳng khác gì con trâu kéo cày, suốt đời làm theo lời bác nông dân sai bảo. Mang hình hài của con người nhưng não trạng thuộc loại súc vật thì đó chính là lực lượng dư luận viên các loại. Quý vị biết, một mặt thì khoe GDP Việt Nam vượt nước này vượt nước nọ, nhưng mà dân Việt Nam thì vẫn cứ đều đặn vượt biên chính ngạch, tức là đi xuất khẩu lao động, hay tiểu ngạch, tức là vượt biên lậu trái phép sang các cái nước khác, các cái nước mà bị chúng ta vượt về GDP ấy để mà làm ô xin, làm cu ly. Rồi khi dân mình biết mình bị lừa nổi gióa thì báo đảng lại xoa dịu người dân bằng cách đổ lỗi là tại một bộ phận con sâu tham nhũng làm rầu nguyên nồi canh. Rồi báo đảng lại ca ngợi cái công việc đốt lò của đồng chí Tổng Bí thư chủ tiệm nước mới thật là vĩ đại làm sao. Quý vị biết, tờ báo Sài Gòn Giải Phóng khoe rằng trong 5 năm đã xét xử được 2.600 bị cáo phạm tội tham nhũng. Ôi, cái công cuộc đốt lò ấy nó vĩ đại quá. Cho nên đồng chí Tổng Bí thư dù đi đứng hết nổi rồi vẫn quyết giành được ghế để ngồi. Thì đi không nổi nữa thì ngồi chứ bây giờ làm sao? Mà ổng ngồi đến nhiệm kỳ này là đã quá 2 nhiệm kỳ rồi thưa quý vị, mà vẫn ngồi rất là thành công, tức là sẽ ngồi mãi, ngồi mãi. Ông Ngô Trường An ổng than, ôi khổ muôn năm. Chu kỳ 5 năm một lần, đảng tổ chức đại hội và đại hội nào cũng kết thúc thành công tốt đẹp. Đại hội nào cũng tuyển chọn nhân sự, chọn lựa những đảng viên ưu tú, kiên định với chủ trương của đảng, trung thành với đường lối cách mạng, vân vân và mây mây. Những cái nhân tố ấy thực sự trong sạch và có thân nhân tốt, lý lịch không tì vết gì cả để đưa vào những cái chức vụ quan trọng. Và cứ 5 năm một lần như thế, và cũng trong vòng 5 năm ấy, những cái hạt giống đỏ được đảng tuyển chọn một cách kỹ lưỡng vào những chức vụ quan trọng, thay nhau lần lượt ra hầu tòa vì tội tham nhũng, tội chiếm đoạt của công, tội tổ chức đánh bạc, tội tiết lộ bí mật quốc gia, đủ cả. Trong 5 năm qua, đảng đã đưa ra xét xử 2.600 đảng viên cấp cao. Trong cái số ấy còn bao nhiêu người chưa bị xét xử và bao nhiêu người chưa bị lộ thì chỉ có trời mới biết. Quý vị có thấy khủng khiếp không? Quý vị cứ tính đi. 2.600 cán bộ bị đưa ra xét xử, bị bắt vì tội tham nhũng chia cho 5 năm. Nghĩa là một năm có 365 ngày thôi mà có tới 520 tên cán bộ cấp cao tham nhũng rồi. Cái lỗi này là do ai? Do đảng chọn, do dân bầu hay do bọn phản động và các thế lực thù địch chống phá làm lũng đoạn đất nước? Đảng viên cấp cao ăn cắp của công, tướng lãnh ngành công an thì tổ chức đánh bạc trên mạng, ủy viên trung ương đảng thì tiết lộ bí mật quốc gia, ủy viên bộ chính trị thì vô trách nhiệm gây thất thoát tài sản nhà nước. Các thành viên trong đảng phạm tội như thế, nhưng đảng vẫn quang vinh, đảng vẫn luôn luôn vĩ đại. Và cứ đến hẹn lại lên 5 năm một lần, đại hội đảng lần nào cũng thành công rực rỡ. Chỉ có dân đen là ngập mặt trong cái đống nợ nần do hậu quả của các quan chức để lại. Khổ muôn năm. Sau đó, ông Ngô Trường An, ông đưa ra một cái ví dụ điển hình cho cái gọi là đạo đức cách mạng của người cộng sản, của người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam ấy, để ông dẫn chứng cho cái việc đảng vẫn quang vinh, đảng luôn luôn vĩ đại và cứ đến hẹn lại lên 5 năm một lần, đại hội đảng lần nào cũng thành công rực rỡ. Chỉ có dân đen là ngập mặt trong cái đống nợ nần do hậu quả của các quan chức để lại làm dân khổ muôn năm. Cái đạo đức cách mạng ấy nó ra làm sao?
Đâu phải chỉ mỗi cái bọn tham nhũng ăn không đều, chia không đủ, bị tóm, bị cho vào lò thui sống, mà còn cái bọn mang danh đại biểu Quốc hội nữa kia kìa. Ông Ngô Trường An, ông viết, chúng ta thấy gì qua việc ông Phạm Phú Quốc xin thôi chức đại biểu Quốc hội và chức tổng giám đốc IPC sau khi bị lộ thông tin là ông này đã mua quốc tịch của đảo Síp. Điều này nói lên tâm địa của các quan chức hiện nay một cách rõ nét hơn bao giờ hết. Khi mà chưa bị lộ thì họ hô hào tiến lên chủ nghĩa xã hội, họ rao giảng đạo đức cách mạng cho mọi tầng lớp nhân dân, họ quyết tâm trung thành với lý tưởng cộng sản, họ tuyên bố vì nhân dân mà họ phục vụ chứ họ không có lợi ích nào khác cả. Thế nhưng khi đã bị lộ mưu đồ thật sự thì họ sẵn sàng từ bỏ tất cả, bỏ đảng này, vứt lý tưởng cộng sản vào sọt rác này, dẹp luôn con đường tiến lên chủ nghĩa xã hội để chọn cái cuộc sống ở những cái quốc gia tư bản đa nguyên. Họ thừa biết rằng chỉ có những quốc gia có thể chế tam quyền phân lập đa đảng đa nguyên mới đem lại cuộc sống bình yên hạnh phúc cho họ. Do đó khi mà sự việc lộ ra thì ông Quốc cũng chẳng cần giấu giếm cái tâm địa của ông ấy. Ông không chịu bỏ cái quốc tịch ship mà ông thẳng thừng từ chối các cái chức danh xưa nay đảng đã ưu ái trao cho ông. Ông đã cho ông một đất nước khác, nơi đó mới chính là tổ quốc vĩnh viễn của gia đình ông. Đau thương chưa, thưa quý vị? Hàng chục triệu dân cặm cụi cung cúc từng đồng đóng thuế để mà giao cho họ. Đau lòng không? Khi mà tài nguyên quốc gia từ bao đời ông cha mình để lại, họ vơ vét sạch để ra đi. Còn bao nhiêu người trong cái guồng máy lãnh đạo hiện nay là phiên bản của ông Quốc? Không rõ số lượng cụ thể nhưng mà tôi chắc chắn là nhiều á, nhiều lắm á. Họ chưa bị lộ có quốc tịch thứ hai thôi, nhưng cái số tài sản khổng lồ của họ không thể không lộ trước quần chúng nhân dân được. Hiện tại miệng họ thì vẫn rao giảng đạo đức, lòng họ thì vẫn kiên định con đường tiến lên chủ nghĩa xã hội, nhưng mà tay họ lại âm thầm vơ vét, thu vén tài sản đất nước để chờ cơ hội thoát thân. Cuối cùng rồi, các quan chức cộng sản họ cũng chọn xứ sở tư bản tự do để nương thân. Suốt đời, họ hô hào quyết tâm xây dựng thiên đường xã hội chủ nghĩa là để cho dân đen chúng ta mà thôi. Còn họ thì ôm cái khối tài sản mà suốt trong cái thời gian họ gọi là phục vụ, là hy sinh, là cống hiến ấy. Rồi thì họ chạy qua cái xứ tư bản giấy chết để cho chúng nó bóc lột. Đó đó, đó mới chính là đạo đức cách mạng của người cộng sản. Chà, khá nhiều cho chương mục chính trị và đời sống hôm nay để cho chúng ta suy ngẫm rồi ha quý vị. Cuối cùng, có một cái sự mâu thuẫn rất là mỉa mai mà ông Ngô Trường An ông đã chốt hạ thế này đây. Tôi nói chuyện với anh lanh quanh một hồi, rồi cũng bàn đến chuyện chính trị xã hội. Khi tôi dẫn ra cái nguyên nhân là do Bác Hồ đem chủ nghĩa cộng sản về làm nền tảng. Quý vị có đồng ý với ông Ngô Trường An về điều này không? Có phải nguyên do của sự điều tàn lụn bại thảm hại của nước Việt, dân Việt ngày hôm nay chính là do ông Hồ, ông đem cái chủ nghĩa cộng sản về làm nền tảng để mà hướng cái dân tộc này đi theo, có đúng như vậy không? Thì khi ông An ông nói như vậy đó, thì ông bạn của ông An vội khoát tay rồi nói, anh đồng ý với những cái nhận xét của em. Thật ra thì bọn lãnh đạo bây giờ nó quá lưu manh xảo quyệt, chúng nó chia bè kết phái, lũng đoạn quốc gia, lừa trên dối dưới, ăn tàn ăn mạt, vơ vét ngân sách, bán rẻ tài nguyên, bán cả đất đai bến cảng để mà chia chác. Chúng chỉ biết vinh thân phì gia, không đoái hoài gì đến tổ quốc dân tộc. Đúng như cái bà gì bà nói đó, xã hội toàn người gù, mình thẳng lưng sẽ thành khuyết tật. Xét theo đó thì cái guồng máy lãnh đạo ngày nay toàn là bọn gù cả. Nhưng mà về Bác Hồ thì em đừng có lôi vào đây. Bác Hồ là vị anh hùng của dân tộc. Bác hy sinh cả cuộc đời cũng vì dân vì nước. Trên thế giới này tất cả các nước, các dân tộc đều kính trọng ngưỡng mộ bác. Em nói gì thì nói nhưng không được xúc phạm đến Bác Hồ. Ông An, ông mỉm cười đứng lên bắt tay anh và nói, thực ra anh em mình đều là kẻ sinh sau đẻ muộn thì làm sao mà biết được bác như thế nào phải không anh? Mình cũng chẳng có đi khắp thế giới, chẳng có tiếp xúc với từng dân tộc để biết họ nhận xét gì về Bác Hồ thế nào, phải không ạ? Tất cả anh em chúng ta cũng chỉ nghe kể lại qua sách báo, qua truyền thông mà thôi. Nhưng cái điều mỉa mai là chúng ta nghe những cái người mà chính anh cũng vừa mới khẳng định rằng bọn chúng là bọn lưu manh xảo quyệt, dối trên lừa dưới, ăn tục nói phét,
chia bè kết phái, ăn tàn ăn mạc, lũng đoạn xã hội đó. Trớ trêu thật, sao chúng ta lại phải tin những cái điều mà cái hạng người ấy nói ra chứ? Mâu thuẫn quá. Thực ra quý vị, anh chị thấy nó rõ mồn một, nói xuôi cũng đảng, nói ngược cũng đảng, thơm cũng do đảng nói mà thối cũng do đảng bươi. Các em các cháu nên nhớ lấy lời ông An ông bảo đấy, chúng ta chỉ nghe về Bác Hồ từ cái mồm, cái loa, cái đài, cái tivi của bọn chúng, của tuyên giáo, của bọn đảng viên, mà bọn họ là bọn lưu manh xảo quyệt, dối trên lừa dưới, ăn tục nói phét, chia bè kết phái, ăn tàn ăn mạc, lũng đoạn xã hội. Chứ chúng ta đâu có đi khắp thế giới tiếp xúc với từng dân tộc để mà biết họ nhận xét gì về Bác Hồ đâu. Vậy thì tại sao chúng ta lại cứ phải tin những cái điều mà những cái hạng người như bọn đảng viên ấy nói ra? Nhớ nhé!